Vào sáng ngày 3 tháng 1, bạn bè đã tổ chức lễ viếng cố ca sĩ Vân Quang Long tại một nhà quan ở Mỹ. Rất nhiều nghệ sĩ Việt như Phạm Quỳnh Anh, Nhật Tinh Anh, Hồng Tơ đã đồng loạt theo dõi tang lễ qua livestream và gửi lời tiễn biệt người ca sĩ quá cố. Ngay khi tang lễ được tổ chức, Dũng Taylor, chồng của ca sĩ Thu Phương, đã đăng tải ảnh cận thi thể trên mạng xã hội với lời nhắn nhủ: "An nghỉ và thanh thản nhé em, Vân Quang Long." Bài viết của anh đã nhận rất nhiều lời tiễn biệt dành cho cố ca sĩ an nghỉ về với Chúa. Tuy nhiên, vào chiều cùng ngày, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ đăng đàn bức xúc vì hành động này và viết hẳn một bài trên trang cá nhân của mình. Thậm chí cô còn viết ra những lời nặng nề để chỉ trích hành động và nêu đích danh tên Dũng Đen. Được biết, chồng Thu Phương là quản lý ca sĩ, có mối quan hệ thân thiết với các nghệ sĩ, thường được gọi theo nghệ danh Dũng Taylor và có biệt danh Dũng Đen. Dũng Taylor thường xuyên đưa tin, chụp hình, cập nhật tang lễ các nghệ sĩ ở Mỹ để khán giả Việt Nam có thể theo dõi. Mặc dù hành động của người tên Dũng kia đã gây phản cảm, nhưng việc Thu Hoài là hoa hậu nổi tiếng nhưng lại dùng từ ngữ chỉ trích nhạy cảm để phát ngôn trên mạng xã hội cũng khiến netizen tranh cãi. Trước những lời chỉ trích của Thu Hoài, Dũng Taylor cũng đã chính thức lên tiếng giải thích. Cụ thể, khi trả lời bình luận của một khán giả về bài đăng của Hoa hậu Thu Hoài, Dũng Taylor cho biết: "Những hình ảnh này không phải mình chụp, anh em kết nghĩa với Vân Quang Long chụp chia sẻ với mạng xã hội." Dẫu vậy, netizen vẫn tỏ ra không đồng tình, cho rằng chồng Thu Phương dù không đích thân chụp nhưng cũng đừng đăng công khai để thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất. Cũng trong ngày, ông xã ca sĩ Thu Phương cũng đăng status để nói rõ ngọn ngành về vụ việc trên. Anh khẳng định mình chỉ làm đúng trách nhiệm của một người làm truyền thông, đưa tin tức ở xa đến khán giả trong nước. Đồng thời, Dũng Taylor nêu rõ quan điểm về việc đăng ảnh cận thi hài là do khác biệt văn hóa giữa ở Việt Nam và Mỹ. Văn hóa Mỹ, nhà quan mở nắp hòm cho bạn bè và thân nhân gặp mặt lần cuối là bình thường, ngoại trừ gia đình không muốn mở nắp hòm, anh chia sẻ. Dũng Taylor khẳng định bản thân không chụp những bức hình này mà chỉ đưa lại. Trong câu chuyện này, dư luận lên án gay gắt việc nàng Hoa hậu Thu Hoài dùng từ ngữ nhạy cảm, cách nói thô tục để chỉ trích. Nếu thật sự muốn góp ý, có lẽ cô nên dùng giọng văn theo hướng cầu thị hơn. Bên cạnh đó, chuyện Dũng Taylor đăng cận ảnh thi hài cố nghệ sĩ Vân Quang Long lên mạng xã hội vẫn là vấn đề phản cảm đối với người hâm mộ Việt. Về việc Dũng Taylor viết status đáp trả Hoa hậu Thu Hoài, dư luận cũng tranh luận nảy lửa. Người đồng ý với Dũng Taylor và lên án cách góp ý gay gắt quá đà của Thu Hoài, người lại cho rằng Dũng Taylor không nên sử dụng cách nói gay gắt và phản cảm hướng về phía Thu Hoài hay sử dụng câu nói có tính quy chụp hoa hậu như "công dung ngôn hạnh của hoa hậu thời đại" trong dòng trạng thái kể trên.